Đến bài luyện tập rồi, bạn hãy giúp mình làm các bài tập cho đúng nha. Các bài tập này sẽ giúp bạn củng cố kỹ năng tính nhẩm, kỹ năng thực hiện phép trừ có nhớ, củng cố cách tìm thành phần chưa biết trong phép cộng, phép trừ và giải bài toán. Vào bài thôi bạn ơi! Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 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 Đúng rồi, bạn giỏi lắm.
Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Băng giấy màu đỏ này mình vừa đo được dài 65 cm. Còn băng giấy màu xanh này ngắn hơn băng giấy màu đỏ là 17 cm đó. Vậy, băng giấy màu xanh này dài bao nhiêu cm nhỉ? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Hai số có hiệu là 52, thì mình sẽ viết được sơ đồ này. Nếu giữ nguyên số bị trừ và thêm vào số trừ 7 đơn vị, thì hiệu mới sẽ bằng bao nhiêu vậy bạn? Đúng rồi, bạn giỏi lắm.